Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt năm mới Giáp Ngọ các cá nhân nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tình nguyện viên, các doanh nghiệp nước ngoài đang làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Cao chủ trì buổi gặp mặt. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Cao đã thông báo về những kết quả đạt được trong kinh tế xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014. Đó là tăng trưởng kinh tế đạt 7,9%, thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra. Bộ mặt đô thị và nông thôn có những khởi sắc, an sinh xã hội được đảm bảo. Những thành quả đạt được có sự đóng góp rất lớn của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia và các tình nguyện viên đang hoạt động tại Thừa Thiên Huế. Đó là những đóng góp trong thực hiện xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, trong đầu tư phát triển hạ tầng, phát triển sản xuất kinh doanh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Cao ghi nhận và bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến sự hợp tác có hiệu quả của các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài, các tình nguyện viên. Trong năm 2014, tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ và hợp tác trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển bền vững, đồng thời tăng cường sự hiểu biết, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa Thừa Thiên Huế với nhân dân các nước trên thế giới. Sáng nay, Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc Tộc phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ kỷ niệm 195 năm ngày mất của vua Gia Long, vị vua đầu tiên của triều Nguyễn, người được xem là có vai trò quan trọng trong việc mở rộng và thống nhất bờ cõi của Việt Nam. Đến dự có các ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phan Công Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Trần Phùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Gia Long là vị hoàng đế đầu tiên của vương triều Nguyễn, triều đại để lại các di sản văn hóa to lớn mà thế hệ hôm nay đang kế thừa. Cùng dưới thời vua Gia Long, quốc hiệu Việt Nam lần đầu tiên chính thức được sử dụng vào năm 1804. Ông là vị vua có tài năng quân sự đặc biệt, người có công rất lớn trong việc tổ chức điều hành, xây dựng và cai trị đất nước. Thông qua việc soạn thảo Bộ luật Gia Long, thành lập Quốc tử giám, tổ chức triều đình gồm có lục bộ, phân chia khu vực hành chính cho soạn sách sử, văn, địa lý, lập dinh, điền sử trông coi việc khai khẩn ruộng đất. Vua Gia Long cũng là người mở đầu cho quy hoạch và xây dựng kinh thành Huế trên nền tảng của văn hóa truyền thống kết hợp với các yếu tố văn minh phương Tây, tạo nên một kiệt tác về thơ kiến trúc đô thị mà ngày nay được UNESCO vinh danh là di sản thế giới. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, lãnh đạo tỉnh và đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc Tộc cùng lãnh đạo các sở ban ngành, các nhân sĩ trí thức đã cùng tưởng nhớ công ơn của vua Gia Long trong những giai đoạn khó khăn của đất nước, cũng như hoài niệm về những gì người xưa đã gửi gắm trong quốc hiệu Việt Nam. Sáng nay, đoàn các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, gồm các đồng chí Phan Công Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trần Phùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đi thăm các gia đình nạn nhân bị chết và mất tích trong vụ đám tàu cá tại cửa biển Thuận An, huyện Phú Vang. Đến thăm chia buồn với các gia đình nạn nhân thiệt mạng là Võ Văn Hoàng, Phạm Tòa và Nguyễn Văn Hải. Lãnh đạo tỉnh chia sẻ, đây là mất mát quá lớn đối với thân nhân và cộng đồng dân cư nơi đây ngay trước Tết Nguyên đán. Đồng thời động viên thân nhân các nạn nhân vụ chìm thuyền bình tâm vượt qua nỗi đau, tổ chức tang lễ chu đáo, đưa thân nhân đến nơi an nghỉ cuối cùng chu toàn, sớm ổn định lại cuộc sống. Riêng gia đình ông Phạm Thứ, nạn nhân hiện đang mất tích, lãnh đạo tỉnh ân cần hỏi thăm tình hình triển khai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Lãnh đạo tỉnh khẳng định sẽ chỉ đạo sát sao chính quyền địa phương cùng lực lượng bộ đội biên phòng triển khai tìm kiếm trên diện rộng để sớm tìm ra người mất tích đưa về với gia đình. Qua thăm hỏi động viên, lãnh đạo tỉnh nhận thấy hoàn cảnh gia đình của các nạn nhân đều rất khó khăn, nên đã yêu cầu chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội chung tay giúp đỡ. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế, nhân dịp này đã trao số tiền 3 triệu đồng hỗ trợ mỗi trường hợp chết và mất tích. Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý khác. Công trình trọng điểm hồ Tả Trạch đang được khẩn trương thi công, phần đầu cơ bản hoàn thành trong năm 2014. Công trình đưa vào sử dụng góp phần giảm lũ cho hạ du và cung cấp nguồn nước cho sản xuất. Những ngày giáp Tết, trên công trình trọng điểm Tả Trạch, các đơn vị thi công tập trung nhân lực và vật lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch và mục tiêu đề ra để đón mùa xuân mới. Trạm xả lũ là một trong những hạng mục chính và quan trọng của công trình hồ Tả Trạch, đang được khẩn trương thi công lắp đặt cửa xả sâu, cửa xả mặt và cầu công tác.
Trong tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng cho toàn công trình hồ Tả Trạch, thì hạng mục tràn xả lũ có tổng mức đầu tư trên 1.200 tỷ đồng. Ban quản lý đầu tư thủy lợi Nam cho biết, với tiến độ thi công như hiện nay, thì phấn đấu đến 30 tháng 8 năm 2014, hạng mục tràn xả lũ sẽ hoàn thành để đón lũ chính vụ. Ngoài hạng mục tràn xả lũ, các đơn vị thi công cũng đang hoàn thiện đập chính như lạc mái hạ lưu hoàn chỉnh, hoàn thiện 700 mét tường chắn sóng theo thiết kế. Công trình hồ Tả Trạch sẽ chính thức bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 3 năm 2015, đúng tròn sau một thập kỷ xây dựng. Trong khi đó, tại phía Bắc, nhà máy xi măng Đồng Lâm có tổng vốn đầu tư trên 4.700 tỷ đồng cũng đang về đích. Nhà máy sẽ vận hành chạy thử trong tháng 3 tới. Sau 7 năm xây dựng, đến nay công trình nhà máy xi măng Đồng Lâm tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc. Một số hạng mục công trình đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng là mặt bằng nhà máy, xưởng sửa chữa cơ điện, kho vật tư gạch chứa lửa, mỏ nguyên liệu đá sét, nhà điều khiển trung tâm. Các đơn vị thi công đã hoàn thành xây dựng đối với khu mỏ tại hai mỏ đá sét và đá vôi. Đối với hạng mục nhà máy chính, các đơn vị thi công đang thực hiện lắp đặt thiết bị máy móc để đến tháng 3 năm 2014 tiến hành chạy thử một số công đoạn. Đến tháng 4 chạy thử toàn bộ nhà máy và tháng 5 bắt đầu cho ra thị trường những sản phẩm đầu tiên cung ứng cho thị trường. Tính đến nay, nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án nhà máy xi măng Đồng Lâm khoảng 3.579 tỷ đồng. Được biết, đến thời điểm hoàn thành, công trình có tổng mức đầu tư trên 4.700 tỷ đồng. Những ngày này, trên các cánh đồng, bà con nông dân huyện Phong Điền đang đẩy mạnh tiến độ gieo cấy vụ lúa đông xuân năm 2014. Vụ đông xuân năm nay, huyện Phong Điền đưa vào gieo cấy 5.200 hectare lúa, trong đó sử dụng giống lúa xác nhận trên 96%. Để đảm bảo khung lịch thời vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã căn cứ vào thời gian sinh trưởng, phát triển của từng giống lúa trên từng chân đất và điều kiện sản xuất của từng địa phương để bố trí giống lúa hợp lý. Đối với các xã vùng thấp trũng như Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương và các xã vùng Ngũ Điền, bố trí chủ yếu là giống lúa ngắn ngày. Đối với những xã có diện tích đất thuận lợi trong tiêu úng đầu vụ thì sử dụng các giống dài ngày để phát huy ưu thế về năng suất của giống nhằm giảm công lao động cho bà con nông dân. Bên cạnh đó, để đảm bảo kế hoạch sản xuất cho vụ đông xuân, huyện Phong Điền chỉ đạo các địa phương tập trung nạo vét lại hệ thống kênh mương nội đồng nhằm đảm bảo nguồn nước tưới tiêu khi bước vào vụ sản xuất. Bên cạnh đó, các hợp tác xã, bà con nông dân huy động nhân lực và phương tiện để tiến hành cải ải làm đất, chuẩn bị phân bón nguồn giống để kịp thời xuống giống giao lịch thời vụ. Đến thời điểm này, bà con nông dân huyện Phong Điền đã gieo cấy hơn 1.100 hectare lúa đông xuân. Thưa quý vị và các bạn, trong chăn nuôi hiện nay, chất thải không được xử lý triệt để gây ô nhiễm môi trường. Để giúp nông dân giải quyết vấn đề này, Trung tâm Khuyến Nông Lâm Ngư tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai thí điểm mô hình chăn nuôi lợn gà trên đệm lót sinh học Balasa. Sau khi được Trung tâm Khuyến Nông Lâm Ngư tỉnh Thừa Thiên Huế tập huấn và hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi gà trên đệm lót sinh học Balasa và hỗ trợ 200 con gà giống, ông Trương Văn Trí, một hộ dân ở vùng thấp trũng xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỏ ra rất hào hứng với mô hình chăn nuôi mới lạ này. Đến nay, sau gần 3 tháng thả nuôi, đàn gà của hộ gia đình ông đã tăng trọng và phát triển rất đồng đều. Tỷ lệ hao hụt do dịch bệnh chỉ dưới 2%, có khả năng thích ứng cao trong điều kiện thời tiết rét đậm, nhiệt độ xuống thấp. Song theo ông Trí, ưu điểm lớn nhất mà mô hình chăn nuôi này mang lại là không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, mà còn giải quyết được vấn đề chất thải, cải thiện và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Theo như mình nuôi truyền thống, theo như chưa nuôi về đệm lót sinh học này là bản thân tôi là thấy là coi như mình nuôi gà là coi như là không, hình như là không tốn công dọn vệ sinh gì cả, là coi như là nuôi rất hay, là nhất là môi trường là coi như là hơi là thông thoáng sạch sẽ, với cái thứ hai là coi như là gà mạnh khỏe và đó, chưa thấy là không có là cái cảm giác vui hối gì cả. Mô hình chăn nuôi trên đệm lót sinh học Balasa cũng được một số nông hộ xã Quảng Phước áp dụng trên đàn heo thịt. Ông Phan Thí, một nông hộ được hưởng lợi từ chương trình này, tỏ ra rất phấn khởi. Tham gia mô hình này, ngoài được hỗ trợ con giống, sửa chữa chuồng trại và hỗ trợ 100% giá trị đệm lót sinh học, hộ nuôi giảm được một số chi phí trong quá trình chăn nuôi. Ưu điểm của nuôi heo trên đệm lót thì là đỡ cái chi phí. Điều thứ nhất, đỡ chi phí, đỡ cống là có như mình là xả chuồng trại, đỡ nước và là trong là đảm bảo là heo là mau to, vì là heo là có như là ít kiếp bệnh và đảm bảo được
môi trường xung quanh của là bà con sống nhiều, coi như không ảnh hưởng đến là môi trường xung quanh. Mô hình chăn nuôi heo thịt trên đệm lót sinh học Palasa được Trung tâm Khuyến nông Lâm ngư tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai từ tháng 9 năm 2013 tại các xã Quảng Phước, Quảng Điền và xã Phong Mỹ, Phong Điền. Trên quy mô 165 con trên 20 hồ, bình quân từ 8 đến 10 con một nông hồ. Cùng với mô hình chăn nuôi heo thịt, mô hình nuôi gà thịt trên đệm lót sinh học cũng đã được triển khai ở 3 xã Quảng An, Quảng Phú, Quảng Điền, Thủy Thanh, Hương Thủy. Trên quy mô 3.000 con trên 15 hồ, bình quân 200 con một nông hồ. Các hộ tham gia mô hình này sẽ được hỗ trợ 100% con giống, 30% thức ăn và men Palasa. Sau hơn 2 tháng nuôi, bước đầu chúng tôi đã ghi nhận được những cái kết quả. Thứ nhất, đó là cái phân của lợn và gà thải ra ngày, nó được phân hủy hoàn toàn ở trên trong cái đệm lót, nó hết mùi hôi và không có ruồi, tạo ra cái môi trường sống tốt cho bản thân con vật nuôi, đồng thời là giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho hộ chăn nuôi cũng như là các hộ trong cộng đồng dân cư. Về cái mặt hiệu quả thì người nông dân là giảm được chi phí tiền nước rồi là nhân công để vệ sinh chuồng trại hàng ngày. Tiết kiệm thứ hai đó là cái chi phí điện để sưởi ấm cho heo và gà con trong mùa đông. Từ những kết quả bước đầu đạt được, trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông Lâm ngư sẽ đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục cho thực hiện mô hình này để nhân rộng. Một đệm lót sinh học có thể sử dụng cho 4 vụ nuôi. Chi phí đệm lót cho một chuồng nuôi heo 10m² tương đương 300.000 đồng, đối với gà khoảng 70.000 đồng. Tuy nhiên, đệm lót sinh học cũng có hạn chế là không có khả năng chịu ẩm ướt, nên chuồng nuôi phải cao ráo và có mái che chắn tốt trong điều kiện thời tiết mưa. Sáng nay, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao quà Tết cho công nhân lao động nghèo khó khăn tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao 134 suất quà cho các công nhân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang lao động tại các nhà máy sản xuất ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 10 suất quà từ quỹ Tấm lòng vàng, 10 suất của Liên đoàn Lao động và 10 suất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh là tiền mặt với mỗi suất 500.000 đồng. Ngoài ra, thông qua sự đóng góp của các tổ chức đoàn cơ sở, công đoàn các khu công nghiệp trao 104 quà tặng là các sản phẩm bánh, mứt, dầu ăn, trị giá mỗi suất 500.000 đồng. Đây là hoạt động thường niên của công đoàn các khu công nghiệp để giúp các công nhân nghèo đang lao động tại các khu công nghiệp có một cái Tết ấm áp vui tươi. Dịp này, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cũng đã tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế có 11 tổ chức công đoàn cơ sở, trong đó có 1 công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp, 3 công đoàn cơ sở thuộc doanh nghiệp đầu tư 100% vốn nước ngoài, 7 công đoàn cơ sở thuộc doanh nghiệp cổ phần và trách nhiệm hữu hạn. Tại thị xã Hương Trà, nhiều tổ chức, đơn vị và cá nhân đã trao quà Tết cho các hộ nghèo vui xuân mới. Tại phường Tử Hà, có 178 hộ thuộc các đối tượng trên đã được nhận quà Tết từ các cá nhân, đơn vị. Bà Phạm Thị Quy, một vị cô Mỹ quê ở Hương Trà, đã tặng 180 suất quà, mỗi suất trị giá trên 200.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quế Lâm miền Trung tặng 20 suất cho hộ nghèo, mỗi suất 200.000 đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thừa Thiên Huế BIDV trao 120 suất, mỗi suất 300.000 đồng. Được biết, ngân hàng này đã trao hơn 1.500 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Từ nay đến Tết Nguyên đán, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Hương Trà sẽ tiếp tục cùng các địa phương tổ chức tốt việc trao quà của Trung ương, của tỉnh và các nhà hảo tâm đến các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn để cùng vui xuân đón Tết. Vào lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 18 tháng 1, Phòng Cảnh sát Cơ động và Bảo vệ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng trộm đêm là Lê Cao Minh, trú tại 29 Phan Bội Châu và Phan Văn Thành, trú tại 59/7 đường Ưng Bình, thành phố Huế. Rạng sáng ngày 18 tháng 1, tổ tuần tra Phòng Cảnh sát Cơ động và Bảo vệ Công an Thừa Thiên Huế đang tuần tra trên tuyến đường từ Đập Đá đến Nam cầu Phú Xuân thì phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 75L1-8549 chạy hướng từ đường Hà Nội đến Bắc cầu Phú Xuân, vi phạm luật an toàn giao thông và có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Hai đối tượng không giải thích được một lốp xe ô tô đang vận chuyển trên xe.
Đấu tranh khai thác ban đầu, bọn chúng khai nhận lợi dụng đêm khuya đã đột nhập vào công ty Gia Tuệ, đường Trần Thái Tông, thành phố Huế, lấy cắp để mang đi bán tại các gara ô tô thì bị phát hiện. Lực lượng công an đã tạm giữ hai đối tượng Minh và Thành để tiếp tục điều tra làm rõ. Chương trình thời sự cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.